Tới hả anh? Ừ, anh tới rồi. Rồi đi uống nước. Uống nước hả? Đi ngồi đi. Đợi em có lâu không? Anh muốn chết luôn á. Dạ. Anh gì lâu dữ à? Biết à? Chồng em có nhà. Đi hả? Chồng em đi rồi, mới biết về. Trời ơi. Nó ngon. Ngon không? Ngon. Bữa nay nhìn em sexy dữ người ta. Ôi trời, cái hoài vậy. Trời, chồng em mới đi làm lâu chưa? Đi làm sáng giờ rồi. Ủa? Đây à, đây ai? Đó em chồng em. Em chồng hả? Ừ, mà nó bị khờ. Bị khờ. Chào, chào em, chào em. Ủa, nó làm nó gì vậy? Khờ, nó không có biết. Đi bắt tay làm gì, cởi nó đi. Ừ, đâu đây ạ? À, anh lại thăm chị của cưng. Không, bạn của anh hai. Bạn của anh hai kiếm có công việc. Anh hai cưng á. Ủa sao bà bạn của anh hai mà lại thăm chị? Nó lộn mà, nó lộn. À, anh thăm anh hai mà không có anh hai ở nhà. Rồi lại mà chị em kêu á. Là đi lại thăm chồng, không có chồng ở nhà, thăm vợ, vợ của bạn. What? Đúng rồi. Rồi á, chị em điện lại kêu mà bắt chí. Bắt chí vậy? Thôi vậy mình đi. Em ngồi ở đây đi nghe không? Ngồi đây giữ nhà đi, ngồi em ngồi giữ nhà đi. Nhà đi. À, anh đi vô trong anh bắt chí chút nha. Bắt chí xong rồi cưng ở đi nha, cưng ở đây nha. Bắt chí ở đâu? Trong phòng. Vô phòng bắt chí mới được. Mà đầu chị đâu có chí đâu. Có, cái này có chí rồi. Có thì vô bắt chí. Vô bắt chí. Ủa, bắt chí ngoài này bắt cũng được. Ô. Gì. Ơi ơi. À không thấy gì nha. À không thấy gì nha. Ờ, không thấy gì nha. Không thấy gì. Anh đánh chị em hả? À, anh đánh chị dâu em hả? Bắt chị sao chị em ra chứ hả? Trời ơi. Chị ơi, Thôi đợi mình đi kêu chị Tám mới được, kêu chị Tám qua. Ông đó ông đánh chị mình dữ rồi. Dạ trời ơi. Ôi cái làn da của em nhìn anh chịu không có nổi luôn á. Lẹ lẹ đi đi chồng em gì á. Ủa? À, em đi đâu hả? Em đi kiếm chị Tám giải cứu chị em. Sao anh đánh chị em la dữ vậy? Anh đâu có đánh đâu. Như chị em la quá trời. Anh đi về hả? Anh dạy đánh giận. Em thấy anh đánh chị dâu em gì nè. Bạch. Anh trời ơi. Em về đừng có nói với anh hai của em, nói vậy là chết tiệt á. Rồi đi chứ xa anh lại anh mua kẹo cho. Với anh mua đồ mới cho. Mua kẹo. Nói gì chứ sao anh lại. Anh mua kẹo cho. Thôi anh đánh em đau, anh mua kẹo em được rồi. Anh không có đánh. Sao anh là anh cưng? Thôi ai với anh đi viện nha. Đi về. Cứu người em ngon hơn cái chị với chồng. Chị ơi có sao không chị ơi? Không, chị không có sao. Chị. Ủa? Tám, bữa nay không có làm hả? Trời ơi, ở nhà bệnh đồ gì mát mẻ như vậy? Nó cũng chết luôn á. Chồng bà đâu rồi? Chồng đi làm rồi. Chồng đi làm mà hả? Ừ. Trời ơi, xuống quá ha. Em thì đi làm với chồng em.
giờ về gánh nổi gỏng ngủ rồi lại chị nhiều chuyện chút xíu. Rồi bà này ở nhà không mà mát mẻ dữ ta. Ở nhà mới mát cái ra ngoài lộ rồi phải mặc kính ra chứ. Rồi em có cái cách. Em đi nhiều chuyện cho nên không mặc đồ giống chị được. Chồng em quánh lên chết. Không mặc đồ gì đâu rồi chồng quánh vợ. Bạn thấy bắt em tối ngày mặc đồ gì nè. Ơi. Trời ơi. Trời mặc gì mà kính quá được cũng chết luôn. Chịu nổi. Chết sao chịu nổi. Trời ơi nóng lực quá. Chồng mày nó cổ hủ quá mày ơi. Ai bây giờ thời đại 4.0 rồi mặc gì đâu mà từ trên tới dưới không thấy thấy được hai con mắt không. Đi màn tối ngày vậy đó. Nắng muốn chết luôn vậy đó. Mà lực có nhiều khi bận gì cũng không cho nữa. Trời ơi mát quá mát. Hình nhìn bà thấy nó đau bụng quá. Không được đâu. Nhìn nó bụng. Thiệt đau bây bụng. Giờ nó cơm rồi. Không mày nhìn chị thấy đau bụng quá về kiếm chồng mới được. Đi đi đi. Về kiếm chồng mới được. Trời ơi. Thấy bà này cái đau bụng quá về kiếm chồng của. Ai ta? Ủa bà này bà nói chồng bà đi mằng mà ai vậy ta? Ôi chồng đi mằng rồi mà ai vậy ta? Cái nghi nghi vậy? Bà này thấy không y mà đó. Giờ nè chưa lại nè. Ủa? Anh đi ra chạy vô vậy? Cái gì cục vàng? Đi ra chạy bắt người ta chờ đợi mà anh chết vậy đó. Ủa chồng em đâu rồi? Chồng em đi làm rồi. Đi làm nữa hả? Ừ. Nhớ em chết luôn á. Nhớ mà đi giờ này mới lại. Trời ơi. Dặn rồi đó. Trời ơi dặn để anh bữa nay anh có mua quà. Có không? Quà đâu? Bữa nay anh mua quà. Quà đâu? Em không túi hả? Trời bữa nay kỹ lưỡng ghi quà đó em túi. Ủa? Nhiều. Trời ơi nó đi cưng. Tới nữa rồi trời. Ừ. Ông lại ông đánh chị nữa hả? Không. Đâu có dạy chị đánh dặn thôi. Ngồi nó đi. Em nghe. Em quần lên. Ừ. Mặc quần gì đâu mà. Tướng gì đâu ngon dữ vậy trời. Em nghe ông quánh chị gì nè. Bịch. Không à, anh dạy đánh dặn chứ bắt gặn. Dạy đánh dặn mà chị dâu em la quá trời luôn. Thôi em ngồi đó đi chúc anh có quà có kẹo anh cho. Có quà cho Út nữa hả? Có, ừ. Anh có mua hộp kẹo. Ngồi đó đi. Có kẹo em đi. Chúc anh cho. Ngồi đó đi chúc anh. Rồi giữ nhà ngoan đi rồi anh cho. Có kẹo em đi. Ngoan đi lên đẳng đi rồi thôi chúc anh cho kẹo nha. Ngoan cho, nha. Cho kẹo nha. Ừ, ngoan đi. Ở nhà coi nha. Giỏi anh cưng nha. Ừ, trời. Nhớ muốn chết luôn à. Anh cũng nhớ em muốn chết luôn. Vậy mà đi mấy bữa nay không có điện gì hết trơn. Sao không điện? Chồng em nhà sau điện, chồng em mới đi à. Mới đi hả? Ừ, em điện liền đó. Trời ơi, hèn chi. Thôi giờ sao? Mình vô mình học đánh giặc đi. Đẻ đi. Sao mình ổng không nhớ mà tự nhiên ổng nhớ chị dâu mình chi trời. Rồi kệ nó không biết, nó nói lảm nhảm mình hên đó. Đi vô học đánh giặc. Đi vô học đánh giặc. Kệ ổng ổng chị dâu mình nữa kìa. Ổng ổng chị dâu mình kìa. Trời ơi. Lẹ đi trời. Để chồng em về. Trời ơi trời. Ông đánh chị dâu mình đi. Nữa kìa trời. Trời ơi à, ông đánh chị dâu mình kìa. Trời ơi trời. Chạy cám lại kìa. Cứu chị dâu mình. Trời. Đi với em nè. Cái ông đó tới ông dùng đồ lên nè. Đó là ông nào? Cái ông nào bạn anh hai gì á, dắt chị dâu vô chổng đánh chị dâu rồi. Hay quá hả? Đi để ông đánh chị dâu chết chị dâu. Trời ơi. Ông đánh chị dâu hai lần rồi. Em đi dẫn ai lại nhà? Em thấy ông đánh chị ra quá. Đâu, trời ơi nè. Tôi bắt tại trận tôi gặp ông hôm qua. Nó có tôi lại đi chơi không hả? Chơi cái gì mà còn bài đó.
lại chơi. Chồng con, chồng con đi bạn ở nhà mà làm gì đó hả? Đâu có đâu. Đầu xe 80 là nhỏ nhỏ thôi, 80. Người ta nói đội cùng luôn 80. Tôi không biết gì ạ. Vợ người ta ở nhà đi, ông nội ông làm gì hả? Tôi không biết gì, tôi lại trời tôi thầm nổ. Thầm đừng có la để người chị cho tiền. Em á bà nó khờ khảo rồi, ông chẳng ông này thôi. Bạn của Nai, bạn của chồng. Rồi, không có chồng đó nhà ông này đi làm gì? Lại thăm cổ, ổ lộn, lại thăm chồng cổ. Ông nói chuyện tại sao tôi không sao sao được vậy? Thôi, anh đi chị á. Anh đi chị á. Đi đâu? Anh đi chị á, anh đi chị á. Điện thoại, không lấy không luôn, điện thoại luôn. Đi chị á. Thôi, bye bye. Gì á? Anh gì hả? Chị á. Gì á? Không có nhà. Ôi trời, cô nói Tám ơi. Ok, nói người ta nhìn kìa, em mà nó khờ khạo bỏ nhà với em chồng bà chị đó. Lại em Tám ơi, Tám, tôi đi về tôi điện cho thằng chồng bà mới được. Lại em, mấy lần nói rồi, chị bị đuổi khỏi nhà luôn đó Tám ơi, Tám. Trời trời, đi hâm ơi, cô lại chi vậy, tôi bắt được rồi, chị chồng đuổi khỏi nhà luôn rồi. Chết luôn rồi trời. 1 week later. Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em bán các mặt hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260 ngàn một ký. Và đây là khô bò 120 ngàn một hũ. Đây là hạt mít cao 130 ngàn một hũ. Khô mực xé sợi hấp nước dừa 120 ngàn một hũ. Khô gà 100 ngàn một hũ. Sugo cải thiện cho bé biến ăn lười ăn 450 ngàn một chai. Kem body 290 ngàn một hũ. Combo chị nấm 100 ngàn một combo. Và nước sợ vải 100 ngàn một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha.